Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cà Phê Tech và đây là chuyên mục Tips and Tricks. Đối với những người mà hay sử dụng thiết bị đeo tay hay là các smartwatch thì chắc chắn là mọi người sẽ dễ bị gặp trường hợp mà mất kết nối giữa chừng, đúng không nào? Vậy thì hôm nay Hiền sẽ chia sẻ cho các bạn về bí quyết để có thể kết nối liên tục điện thoại của mình với các thiết bị đeo tay thông minh như thế này. Đầu tiên thì sẽ chia sẻ cùng với mọi người một cách thức rất là đơn giản, đó chính là sử dụng khóa đa nhiệm. Và khi sử dụng khóa đa nhiệm thì tab ứng dụng để kết nối điện thoại của bạn với smartwatch sẽ được giữ lại, ngay cả khi bạn có nhỡ bấm xóa đóng tất cả các tab thì nó vẫn được giữ lại, và như vậy thì kết nối sẽ không bị gián đoạn. Cách thứ hai là bạn có thể vào mục setting tìm ứng dụng kết nối và sau đó bật quyền tự khởi chạy cho nó, và như vậy thì ứng dụng sẽ có thể tự khởi động và kết nối trở lại với thiết bị của bạn. Tuy nhiên thì quá trình này sẽ mất một vài giây, và chính vì vậy mà tụi mình rất là recommend các bạn sử dụng cách đầu tiên là dùng khóa đa nhiệm mọi người nhé. Tiếp theo, có lẽ là mọi người đã rất là quen thuộc với tính năng Nearby Share có trên các điện thoại như là Samsung, Redmi hay là Xiaomi rồi, đúng không nè? Và bây giờ thì tính năng này đã được phổ biến rộng rãi hơn trên các điện thoại sử dụng cùng hệ điều hành Android này. Và như vậy thì người dùng Android đã có thể thoải mái chia sẻ hoặc là truyền gửi tất cả, gần như là tất cả các loại file cũng như là các video nặng. Và đặc biệt là với một tốc độ rất là nhanh nhưng mà chất lượng thì rất là ok nha. Và đó chính là những tips mà Cà Phê Tech muốn chia sẻ đến mọi người. Nếu như mọi người thích thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của tụi mình nhé. Và tụi mình còn có fanpage trên Facebook, TikTok, cũng như là lâu lâu thì hãy nhớ ghé website để có thể cập nhật những thông tin mới nhất mọi người nhé. Tụi mình là Cà Phê Tech.